Hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến. Mấy bữa nay thì em có việc em đi về dưới dưới quê em thăm con em á. Đó cho nên là mấy bữa nay không có buôn bán gì hết. Thì hôm nay cũng rảnh rảnh lên cho anh chị em mình xem một cái tổ chè lửa non chim chim bố là hai bên cánh lem trắng và cái đuôi nó cũng lem trắng. Còn con mái mẹ là đuôi đuôi nó tầm 14 cm mà bụng nó trắng rất là đẹp ha. Thì cái tổ này nó có 4 con nha anh chị em nha, chim tầm tầm khoảng chừng 7 7 ngày tuổi rồi. Đó, chim 7 ngày tuổi. Đó thì phải nói là cái giá để cho anh chị em mình rất là mềm giống như là chim thường thôi. Đó. Cái này là gen gen là mái nó có đuôi dài và chim trống là gen dạng như là gen bông. Đó, thì cái tổ này nói chung là em để rất là mềm cho anh chị em mình đó. Đây là cái con chim trống bố là hai bên cánh là lem trắng ra hết nha. Đó. Thì cái tổ này để cho anh chị em mình giá là chỉ có 1 triệu 8 thôi nha. 450k một con. Đó, tổ này có 4 con thì em quay để cho anh chị em mình bảo tồn nguyên một tổ nha, không có xé lẻ nha anh chị em nha. Đó, thường thường những cái chim ở bên trại rồi em hay là chim rừng gì cũng vậy á. Khi mà em quay nguyên một tổ là thường là em sẽ đăng nó để cho anh chị em mình bảo tồn nguyên một tổ chứ em không có xé lẻ ra nha. Cái thứ nhất là em để giá rẻ và cái thứ hai nữa là những cái dòng này nó cũng còn nhỏ lắm, mình phân biệt giới tính của nó rất là khó. Đó cho nên là thường là em sẽ để cho anh chị em mình coi như là để nguyên một tổ chứ không có xé lẻ ra. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn thì alo lại giùm em cái số điện thoại ở góc dưới màn hình nha. Cái lúc nào mà em có chim em bán hoặc là có nhu cầu giao dịch gì đó thì em mới mở điện thoại. Còn cái lúc nào mà em nghỉ bán nha, lúc nào nghỉ bán hoặc lúc nào không còn chim để bán hoặc là đã bán hết rồi á thì em sẽ tắt máy điện thoại. Đó, anh chị em thông cảm giùm em nha. Đó thì cái tổ này có 4 con nha anh chị em nha, tổ có 4 con. Nó chim thì tầm nó tầm khoảng chừng 7 ngày tuổi rồi. Nó hiện tại thì vẫn còn đang ở dưới chợ gạo Tiền Giang đó. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì chuyển khoản giùm em thì em sẽ lấy chim lên và sẽ giao cho anh chị em mình nha, không bao ship nha.